khoản 2 điều 91 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất thu hồi. Khoản 2 điều 91 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Thực hiện hướng dẫn các địa phương về xử lý chuyển tiếp áp dụng bảng giá đất. Mới đây, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, một số địa phương đang gặp vướng mắc trong xử lý các thủ tục đất đai do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng bảng giá đất cũ. Theo quy định tại Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, từ năm 2026, bảng giá đất sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành mỗi năm một lần để bám sát giá thị trường thay vì 5 năm như quy định cũ. Bảng giá đất được sử dụng trong các trường hợp tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây cũng là căn cứ để tính lệ phí quản lý sử dụng đất, tiền phạt bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Trước đó, theo ghi nhận, nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh đang bị treo do vướng mắc ở khâu tính tiền thuế do cơ quan thuế chờ hướng dẫn. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhận hồ sơ phát sinh sau ngày 1 tháng 8, nhưng để xử lý phải xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá đất. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra dự thảo bảng giá đất cho thành phố hồi cuối tháng 7 năm 2024 với mức điều chỉnh phổ biến tăng từ 10 đến 20 lần so với bảng giá đất hiện hành, có nơi tăng ở mức 30 đến 50 lần. Bảng giá đất được áp dụng cho 12 trường hợp quy định cụ thể ở 4.565 tuyến đường, tăng thêm 557 tuyến so với bảng giá đất hiện tại. Tuy nhiên, đơn vị chức năng đã hoãn, chưa áp dụng với lý do cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố phối hợp với các sở ngành để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xin ý kiến Trung ương. Từ ngày 29 tháng 7, thành phố Hà Nội đã áp dụng quy định mới tại quyết định số 45/2024/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật. Việc thành phố Hà Nội điều chỉnh bảng giá đất mới nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai 2024, đồng thời hướng tới việc cập nhật giá trị thị trường một cách chính xác hơn. Điều này sẽ tạo ra hệ thống giá đất minh bạch, công bằng, tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, thu hút đầu tư phát triển kinh tế thủ đô. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2024 cho phép sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ công bố và áp dụng bảng giá đất mới. Do đó, các chính sách về đất đai chưa biến động cho đến khi bảng giá đất được các địa phương điều chỉnh hoặc có bảng giá đất theo quy định. Trong thời gian chờ hoàn thiện chính sách về đất đai theo hướng dẫn của luật, từ nay cho đến khi thành phố Hà Nội ban hành bảng giá đất điều chỉnh và bảng giá đất mới, chính sách về tài chính đất sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 257 Luật Đất đai 2024. Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản, việc áp dụng bảng giá đất điều chỉnh hoặc bảng giá đất mới sẽ tác động và hiệu quả rõ nét đối với các khu vực có vị trí đắc địa, trung tâm hoặc ở những địa phương bảng giá đất trước đây còn thấp so với thực tế. Bảng giá đất mới của các địa phương áp dụng cho trường hợp cụ thể, không áp dụng cho các dự án bất động sản nên không có tác động lớn đến phân khúc thị trường này. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.
so với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 có nhiều điểm mới, tiến bộ cụ thể hóa các chính sách pháp luật liên quan đất đai nhằm giải quyết những bất cập còn tồn đọng. Một trong những điểm mới quan trọng là bỏ khung giá đất và thay đổi quy định về bảng giá đất, qua đó góp phần minh bạch hóa thị trường, hài hòa hợp lý, lợi ích giữa nhà nước với người sử dụng đất và chủ đầu tư. Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 được thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã sửa đổi bổ sung Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013 về bảng giá đất và giá đất. Cụ thể, Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 quy định về bảng giá đất và Điều 160 quy định về giá đất cụ thể. Theo Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định xây dựng hàng năm theo các nguyên tắc thị trường và thực tiễn từng tỉnh, khoản 3, Điều 159. Cùng với đó, Điều 113 của Luật Đất đai năm 2013 không được áp dụng trong Luật Đất đai năm 2024 nữa, qua đó bỏ khung giá đất từng tồn tại gây bất cập. Theo chuyên gia tiến sĩ Bùi Đức Hiển, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, Viện Nhà nước và Pháp luật, giá đất có vai trò quan trọng trong việc thu tiền sử dụng đất cũng như thu tiền thuế đất, xác định tiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đất và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Pháp luật Việt Nam coi trọng vấn đề này và đã luôn có quy định trong các luật đất đai từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc quy định khung giá đất có bất cập là cấp Ủy ban Nhân dân không thể xây dựng bảng giá đất phù hợp với thị trường. Ví dụ như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có những vị trí giá đất lên tới 1 tỷ đồng trên 1 mét vuông, nhưng khung giá đất do chính phủ ban hành cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ tối đa khoảng 500 triệu đồng trên 1 mét vuông. Như vậy, thành phố không thể xây dựng bảng giá đất vượt khung, điều này dẫn tới thất thu cho nhà nước. Để khắc phục điều này, trong Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra quan điểm tiến bộ là bỏ khung giá đất, Luật Đất đai 2024 đã cụ thể hóa quan điểm. Với các địa phương đã xây dựng bản đồ địa chính thì cho phép tỉnh xây dựng bảng giá đất chi tiết đến từng thửa đất, làm cho giá đất phù hợp với giá thị trường hơn. Theo đó, bảng giá đất sẽ được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, sau đó tiếp tục được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo, từ đó giúp cho bảng giá đất tiệm cận giá đất thị trường. Theo các chuyên gia, đây là một cải cách nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản, giảm thiểu tình trạng đầu cơ và tăng cường tính công khai trong quản lý đất đai. Ngoài ra, Luật Đất đai năm 2024 bỏ quy định về khung giá đất cho phép các tỉnh xây dựng bảng giá đất cũng như giá đất cụ thể sẽ góp phần bảo vệ hơn nữa quyền của người sử dụng đất và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất. Tiến sĩ Bùi Đức Hiển nhấn mạnh, bảng giá đất được xây dựng tiệm cận với giá thị trường sẽ phù hợp với xu thế cung cầu. Chẳng hạn như, người dân bị thu hồi đất sẽ nhanh chóng bàn giao đất vì họ đã đạt được lợi ích, đồng thời chủ đầu tư sẽ nhanh chóng nhận được quỹ đất để thực hiện dự án của mình. Như vậy, việc bỏ khung giá đất trong Luật Đất đai 2024 thể chế hóa được quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 18, giúp các tỉnh độc lập hơn trong xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Hài hòa lợi ích giữa nhà nước với người sử dụng đất và chủ đầu tư, giúp tăng cường nguồn thu từ đất đai cho ngân sách nhà nước, giúp người sử dụng đất bị thu hồi đất được bồi thường với giá cao hơn, giúp chủ đầu tư sớm có quỹ đất để thực hiện dự án nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định gồm 54 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo đó, Nghị định số 103/2024-NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, bao gồm tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền sử dụng đất, xử lý kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, ghi nợ tiền sử dụng đất, quy định tại điểm A khoản 1 điều 153 Luật Đất đai trong các trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định của pháp luật mà phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất bao gồm tính thu, nộp, miễn, giảm tiền thuê đất, xử lý kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 153 Luật Đất đai trong các trường hợp nhà nước cho thuê đất bao gồm cả đất có mặt nước, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất, nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất,
đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định của pháp luật thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định. Tiền nộp bổ sung, tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm đối với trường hợp được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa ra đất vào sử dụng. Chậm tiến độ sử dụng đất quy định tại khoản 8 điều 81, điểm D khoản 1 điều 153 Luật Đất đai. Nghị định số 103/2024 áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Diện tích đất tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 103/2024. Chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 17, 18 và 19 Nghị định 103/2024. Diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp được giao, được chuyển mục đích sử dụng đất, được điều chỉnh quy hoạch chi tiết, được chuyển hình thức sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển hình thức sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là diện tích đất được công nhận ghi trên phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, sau đây gọi là phiếu chuyển thông tin do cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển đến cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, sau đây gọi là Nghị định về cấp giấy chứng nhận. Việc xác định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân được thực hiện theo quy định tại các điều 141, 195 và 196 Luật Đất đai. Nghị định của Chính phủ này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nghị định về cấp giấy chứng nhận. Diện tích tính tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 4 được tính theo đơn vị mét vuông.